Ôi giời, tao ăn xong rồi đấy. Thằng Trường đi rửa bát đi. Đi luôn. Vâng. Tới công chuyện mày. Sao đây? Này sao đây? Ơi, đồ ăn này có vấn đề à mẹ? Đâu có đâu. Còn đau bụng quá, mẹ chờ con đi vệ sinh ghê lãnh nhá. Này, này, này. Ai ơi, ai ơi. One hour later. Thằng danh con kia, mày ngủ luôn trong đây à? Gọi nó lại không thưa nhỉ? Thế con đang ngủ thì thưa thế nào? Thằng kia, mày làm cái gì mà đâu thế? Mẹ để yên con đi vệ sinh nào. Mày lấy ra rồi ăn luôn đi. Thế chờ thêm nửa tiếng. What? Thế chờ thêm nửa tiếng. Mẹ để yên con thoải mái tí nào. Ngồi trong ấy thì thoải mái chỗ nào? Không gì thoải mái bằng... Tao sắp ra quần rồi Trường ơi. Mẹ buồn cười nhở, nhà mình đầy bụi chuối đấy. Ra đấy muỗi nó đốt xương mông. Thế thì con càng không ra. Thế thì con càng không ra. Con cái chán nhỉ. Không chịu nhường cho cha mẹ. Mẹ lại quên trách nhiệm của mình rồi. Tao thì có trách nhiệm gì? Hy sinh cho con. Mày lại ôm điện thoại vào trong đấy, lại ngâm nghe cả tiếng à? Con mang vào hát karaoke. Ồ thế nó hát cho ấy nghe à? Ồ thế nó hát cho ấy nghe à? Giả nước à? Xong rồi à con trai ơi? Con gội đầu mà. Con gội đầu mà. Tối rồi mẹ. Thế sáng mai con ra. What? Mày chuyển nhà luôn vào trong đấy à? Đang dịch bệnh mà. Con đang tự cách ly. Con đang tự cách ly. Thằng kia, nhà vệ sinh của mình mày à? Không ạ. Thế sao mày không nhường cho ai? Thế nhà vệ sinh của mỗi mẹ à? Không phải của tao. Thế thì sao phải nhường? The next day. Hôm nay tao phải điều tra xem loại gì mà lâu thế. Mày làm gì ở trong đấy? Mình làm bánh nhưng ngày ở này em. Mày nghĩ gì trong đấy? Con nghĩ về tương lai. Mày xem gì trong đấy? Con xem thời sự. Mày nhớ gì trong đấy? Con nhớ người yêu cũ. Ôi trời ơi. Mày hết gì ở trong đấy? Drama 96 tỷ. Mày ăn gì ở trong đấy? Con ăn. Ăn gì? Ăn hành. Hành ở đâu mà ăn? Trong Liên Quân. Trong Liên Quân. Mày trốn gì ở trong đấy? Trốn rửa bát. Trốn ngủ trưa. Mày bị gì ở trong đấy? Bị táo bón. Bị táo bón. Mày được gì ở trong đấy? Được mẹ trời em mong. Tao mê em tí ấy ra quả. Tao mê em tí ấy ra quả. Mày thử gì trong đấy? Thử thách ăn mì tôm bằng bồn cầu. What? Ăn mì tôm bằng bồn cầu. Mày mơ gì trong đấy? Mơ Việt Nam hết dịch. Mày hát gì ở trong đấy? Con hát karaoke. Hát karaoke mà phải vào trong đấy á? Hát trong nhà vệ sinh với nhà tắm thì sẽ hay hơn. Sao mày đần thế? Không tải cái app Star Maker về mà hát. Hát mọi lúc mọi nơi. Lùi bao năm ăn học không khôn ra được. Ấn vào sử dụng các xem nào. Bình ơi. Ôi ở đây có song ca này. Mày hát với con nhá. Không, mày hát mình đi. Ô, ai á, hát xịn thích à. Hát này. Đây là một cái cảnh camera nào. Ấy, úi dồi, camera này thấy chưa. Thế anh em nhớ tải app Star Maker về hát karaoke với nhà mình nhá. Mình có để link tải ở phần mô tả và bình luận cho anh em nhá. Chào anh em. Quảng cáo xong rồi đấy. Bây giờ mày định tính thế nào? Thế mẹ có buồn đi vệ sinh nữa không? À ừ nhỉ. Thế thì tao bảo đi ngay, không mày lại vào mất. Hasagi. Hasayo.